Đây, xin chào anh Mạnh, đây là con máy của anh. Thì bọn em đã thay cho anh một cái tay am, thay cho anh ba cái cánh và hai cái đế motor sau. Nhưng mà đây là bọn em mang chất hỗ trợ anh. Sau khi thay thế xong bọn em mang đi test rồi này. Thì bây giờ bọn em sẽ cho bay thử luôn nhá. Bên em nó đặt đấy thôi. Đứng im một chỗ luôn này anh này. Thanh niên đang núp dưới quạt cho mát. Nắng, quá nắng. Thời tiết. Em cho thấp thấp rồi. Rồi. Tiến vai nào. Tiến đây. Dừng lại. Cho thấp xuống em. Cho thấp xuống. Tầm đấy. Rồi dừng. Đó quá em ơi. Đánh chết anh thôi. Không được, không được. Không được, không được đâu. Bọn em sẽ treo con này cho anh. Đến phút thứ 3 bọn em sẽ dừng lại. 1 phút 50 giây nhá, 1 phút 50 giây rồi treo lên thêm phút nữa là bọn em dừng lại. Để xem đúng là cái tình trạng nó tự rơi, nó là thật không. Nó động được chuyển nào? Dạ. Vẫn chưa thấy có tình trạng gì xảy ra anh nhá. Cho lên độ tầm khoảng 5 mét xong hạ xuống em ơi. Ừ, nắng quá, thôi dừng xuống đi. Rồi, hạ cánh xuống luôn. Được. Ok, xong. Ổn, con này ổn rồi anh nhá.